Quý vị thân mến, ngày hôm nay tranh gỗ Bùi Gia xin được trân trọng giới thiệu tới quý vị tác phẩm được mang tên Cửu Phẩm Liên Hoa. Trên khuôn hình quý vị đang nhìn thấy một bức tranh về hoa sen. Nếu như chỉ đơn thuần chúng ta nói đây là bức hoa sen thì nó cũng đã đẹp, nhưng mà nó không mang một cái ý nghĩa sâu xa. Và ý nghĩa sâu xa của tác phẩm này chúng tôi muốn nói đến đó là Cửu Phẩm Liên Hoa. Cửu Phẩm Liên Hoa thì trong cửu phẩm nó có 9 phẩm rất là cao ở trong cái hệ thống thứ bậc quan lại ngày xưa. Và phẩm thứ nhất là những phẩm công hầu, rồi sau đó là cái phẩm cuối cùng là cửu phẩm. Tương ứng với đó là chúng tôi gửi gắm vào những câu chuyện mong muốn hướng đến một cuộc sống an lành, có địa vị, có thành đạt, hạnh phúc, và hướng đến một cuộc sống an khang thịnh vượng. Bên cạnh đó thì tác phẩm được chúng tôi chế tác từ gỗ bách xanh rất là thơm và đầy tính phong thủy. Bên cạnh đó thì tác phẩm được làm từ một phôi gỗ lựa chọn đảm bảo được tính nguyên vẹn cũng như là cái màu sắc tự nhiên, với vân gỗ rất là nổi cuộn và giống như là những cái tảng mây đang bay ở trên trời, và bên dưới là có đầm sen. Và tác phẩm đáp ứng được hai yêu cầu, một là phôi gỗ đẹp và cái thứ hai là đường nét tinh xảo, đầy nghệ thuật và mềm mại. Tác phẩm này thì có kích thước rất là đẹp, dài 1,01 m và cao 60 cm, dày 6 cm và được đục kênh bong 4,5 cm. Và xin trân trọng giới thiệu tới quý vị.